Martin đường truyền rất hay, cơ ơi, không vào. Một pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Ederson sau pha dứt điểm của Paul Torres. Camara, Watkins vẫn còn. Ederson không còn vui nữa. Cùng với Johnson và quả ở mùa giải hai ngặt. Martin đường truyền hơi mạnh, vẫn còn dứt điểm. Pha bóng lên là của Bailey, không hề có tình huống việt vị. Pha bóng giật lại của cầu thủ phòng ngự của Albion bên phía Man City, nhưng ở phía sau lưng anh vẫn còn Leon Bailey. Martin đường truyền rất hay, cơ ơi, không vào. Một pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Ederson sau pha dứt điểm của Paul Torres. Một tân binh của Aston Villa ở mùa giải năm nay, Paul Torres đã được thay thế Tyrone Mings ở ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải khi Tyrone Mings gặp chấn thương, và kể từ đó tới nay anh luôn là sự lựa chọn trong đội hình xuất phát của Aston Villa. Grealish cũng vậy. Thì Aston Villa cùng với Konsa, Lucas Digne, Lucas Lewis tháng 11 vừa qua. Lewis cùng với Camara, Leon Bailey cơ hội dứt điểm từ xa. Cú sút rất nguy hiểm của Leon Bailey nhưng không chiến thắng được thủ thành Ederson. Leon Bailey đã góp công vào những bàn thắng và kiến tạo 4 trong 6 trận đấu gần nhất cho Aston Villa tại giải đá Hoàng Anh với 2 bàn và 2 kiến tạo. Anh cũng đang có một phong độ rất cao vào thời điểm này. Martin sự không có gì nguy hiểm của Martin, rất nguy hiểm. Người vừa chạm bóng là Konsa. Pha bóng mà Konsa đã di chuyển và vượt qua được sự truy cản của Akanji, người đứng ở phía trước. Aston Villa mùa giải năm nay không quá nổi bật ở trong những tình huống cũ. Nhìn thấy cả Aston Villa và Man City đều sẵn sàng dâng cao khi mà đối thủ có bóng ở bên phần sân nhà. Camara đường truyền rất hay, lại vấp bóng mất rồi. Martin tới. Watkins lại để tuột bóng ở trong nhịp vừa rồi. Vẫn còn, đánh đâu. Bàn thắng sẽ không được công nhận. Rất đáng tiếc cho cá nhân của Lucas Lewis và với Aston Villa. Có vẻ như trái bóng đã đi ra ngoài sân. Ở góc máy quay này thì chúng ta có thể nhận định rõ ràng là trái bóng đã đi hoàn toàn ra khỏi vạch vôi. Akanji. Rất tốt. Được lắc Lewis.
Akanji để mất bóng nguy hiểm. Douglas Lewis khoảng trống. Có lẽ Douglas Lewis cũng không sẵn sàng cho một pha dứt điểm ngay. Anh đang cố gắng để quan sát các đồng đội và tìm kiếm khoảng trống. Có khá nhiều những phương án để tiếp cận vòng cấm của cầu thủ Aston Villa. Lần này thì cú tạt bóng của Konsa là hơi mạnh. Tiếp theo, Vico Levis sẽ được rút ra và vào thay cho anh sẽ là Kovacic. Và lúc này thì tinh thần đang thuộc về các cầu thủ Aston Villa. Chế lên bằng Leon Bailey, phía trong là Watkins. Bailey rất nhiều khoảng trống ở khu vực phía ngoài. McGinn dứt điểm, vẫn còn. Hàng phòng ngự của Man City đang thực sự bất ổn, khá nguy hiểm. Liên tục là những tình huống lấy bóng hai tốt của các cầu thủ Aston Villa. Camara, Watkins, vẫn còn. Ederson không còn vui nữa. Anh đang phải thúc giục các cầu thủ đồng đội của mình. Quả bóng mà Douglas Lewis cũng đã băng vào, nhưng anh không thắng được người đồng hương cùng khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil, đó là Ederson. Có vẻ như Bailey đang bị đau. Quà tặng cuối năm từ K Cộng. App K Cộng ưu đãi lớn, giảm tới 50%.